Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với buổi lễ của chúng tôi ngày hôm nay. Buổi lễ trân trọng của chúng tôi sẽ chào đón sự xuất hiện của hoàng tử đến từ Hàn Quốc. Wow! Oppa! Một sự xuất hiện rất là đặc biệt. Và sau đây là sự xuất hiện của hoàng tử đến từ Thái Lan. Không làm gì hết. Một sự xuất hiện cũng hết sức là hoành tráng đúng không quý vị? Và sau đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là công chúa của Vương quốc của chúng tôi. Xin mời công chúa. Mặt nó gớm dễ sợ. Trời thôi rồi, nghỉ luôn đi, nghỉ luôn đi. Nghỉ. Cái gì vậy hả Hoàng Dân, cái gì vậy? Có vụ mà bắt nhà không có bóng sông mới lần sau. Dạ, từ từ để thần giải quyết cho. Ai vậy? Ai vậy Hoàng Dân? Bình tĩnh. Ta biết đi, ta luôn quá. Bình tĩnh công chúa, đây là hoàng tử đến từ Hàn Quốc. Để thần qua thần hỏi coi có cảm nhận gì về công chúa không nha. Hàn Quốc à? Đúng rồi. Trời ơi, mê lắm, mê trai đẹp Hàn Quốc lắm. Nhưng là sử dụng, cảm sao mít thờ. 오늘 두 군인이 전쟁 거로 동방등이어 아니었던 거다. 아 지금 너 전쟁. 뭐 잡아냈다. 안 nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Hoàng tử nói là hay. Gọi gì nữa? Hết. Ủa sao kỳ vậy? Cái nói quá trời nói luôn mà dịch ra có một chữ vậy? Cái ngôn ngữ Hàn Quốc nó lạ lắm, nói nhiều nhưng mà cô đọng lại còn một chữ một thôi. À vậy hả? Dạ dạ. Uống rượu đâu ra vậy? Không, đây là hoàng tử đến từ Thái Lan. Ồ, Thái Lan à. Trời ơi, hay quá. Khó đi dài, khó đi quá. Mời công chúa bước qua đây để thần hỏi cảm nhận của hoàng tử từ Thái Lan. Chawanikava. Uống nói gì vậy? Nói gì vậy? Hoàng tử bị dướng cục đờm nên là bây giờ khạc cái cục đờm được rồi, bây giờ mới nói được nè. Nói đi. Cáp cơm. Dạ. Nói gì nữa vậy? Hoàng tử Thái Lan nói là ngài ta thức giấc vào một buổi chiều nắng đầy mưa. Hoàng tử quyết định cưỡi trên một con ngựa bạch mã có bộ lông màu đen tuyền. Ngài băng rừng vượt suối, ngài đi đến đây, ngài rất là thoải mái khi mà khạc được cuộc đàm ấy. Và ngài phải thốt lên một chữ hay. Ồ, thấy nó có hai chữ khắp rùm thôi mà dịch cho nguyên câu và toàn luôn hả? Đúng rồi, ngôn ngữ nó lạ lắm, nhiều khi người ta nói ít mà cái nghĩa nó nhiều lắm công chúa. À nhiều lắm hả? Đúng rồi. Thôi bây giờ vậy đi, bây giờ một trong hai thằng nào là chồng của ta nói đại đi, nôn quá rồi. Chồng gì? Ngán rễ mà. Hồi sáng giờ lộ được hết được hai thằng đúng không? Giờ thằng nào không mấy hút luôn hai thằng được không? Không không, bữa nay không phải kén rễ. Sao vậy? Mà hôm nay là công chúa phải biểu diễn cho người ta chọn công chúa. Ủa sao kỳ vậy? Không, mấy năm trước là có kén rễ rồi ha, mà người ta tới cái người ta thấy công chúa quải quá, người ta bỏ đi hết rồi. Năm nay là vua cha là ra lệnh cho công chúa biểu diễn ở đây nè. Bây giờ ai mà có nghĩa là bây giờ hồi trước là từ một cái lễ là kén rễ. Đúng rồi. Biến cái lễ kén rễ thành ghế gả dâu đúng không? Đúng rồi, mà ngày hôm nay nha, công chúa mà không ai chọn là vua ta chém đầu luôn á. Chém đầu luôn hả? Căng quá vậy. Đúng rồi. Thôi mấy bây giờ chứng tỏ tài năng đúng không? Đúng rồi, bây giờ công chúa phải chứng tỏ tài năng. Ai mà chọn công chúa sẽ lấy nắm tay công chúa, dìu công chúa ra khỏi cái vòng 16m80 này là chọn công chúa. À vậy luôn hả? Đúng rồi. Được rồi, nói gì tài năng thì ta một bụng mấy đứa phụ chị. Thank you.
Wow. Tắt nhạc, tắt nhạc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì? Trời ơi, cậu chúa, có chuyện gì vậy? Trời ơi, ai? Thật... Mũi mũi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai, ai, ai đã giết những cung nữ của ta vậy? Ai giết vậy? Không, bình tĩnh, tại vì cái này là mệt thôi, không sao đâu. Bây giờ. Anh nó mệt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy đứa, à, bây giờ quy định như là mấy đứa đã chết rồi đi, nhưng mà ráng bò vô giùm mình cái nha. Nha, ráng bò vô giùm mình cái. Chứ tôi sống là, hả? Tôi lâu chứ không nổi đâu. Tốc độ, tốc độ, tốc độ. Nhanh đi mấy đứa, có 7 phút mấy đứa ơi. Đúng rồi, tốc độ lâu lên. Giải quyết xong, giải quyết xong. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. À, bừa bộn quá. Kìa, hai hoàng tử. Hồi nãy giờ, thần thiếp làm quá trời quá đất rồi. Hai hoàng tử có thấy gì không? Ờ, chưa, không còn chưa. Anh chưa rồi, anh không biết nó. Khoan khoan, biết nói tiếng Việt không? Biết nói tiếng Việt không? Biết nói tiếng gì không? Biết. Làm gì? Ủa, mà cho hỏi là nãy giờ làm gì vậy? Hồi nãy giờ thần thiếp múa quá trời luôn. Múa hả? Múa hả? Múa, múa sao không nói? Ai biết nãy giờ tưởng làm DJ. Ờ, ta nghe nghe đánh đàn là ta chấm tính đậu rồi, tự nhiên nói múa múa nói trước tiếng để ta tháo con kia nhà nãy giờ thấy gì đâu. Trời ơi. Con cho tháo con kiến ra được chưa? Ờ, tháo tháo con kiến ra đi. Ủa, ông cũng đeo con kiến luôn hả? Đeo chưa? Ờ, vậy tháo con kiến ra đi. Cái cha nội này rảnh, hoàng tử này rảnh. Xin giới thiệu với hai hoàng tử, đây là công chúa của nước chúng tôi. Hai hoàng tử nói gì nữa vậy? Dạ, hai hoàng tử bàn với nhau là định đưa nhau đi trốn đó công chúa à. À, nói chung là không có đi đâu hết. Ngồi ở đây chờ diễn tiếp. À, diễn tiếp. Thôi bây giờ, hồi nãy giờ là không coi múa gì được hết đúng không? Đúng rồi. Không mấy bây giờ hát được không? Được à. Hát. Biết rồi, bài hát này hay lắm nha. Dạ. Sau đây thần thiếp xin hát bài hát được mang tên Đêm qua anh mơ gặp em. Ồ, hay ạ. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Hay quá. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em vẫn mơ được gặp anh. Tăng 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 tăng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua vẫn mơ được gặp anh. Có gì khác không? Có gì khác không? Khác 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 chỗ này nè. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ trong giấc mơ luôn có anh. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ một giấc mơ luôn cần anh. Điệp khúc đi. Hết rồi đó. Hả? Thì đó, giấc mơ mà, giấc mơ mơ có anh, mơ có chàng, có hai thằng xong về chứ mới mơ chi nữa. Mà quan trọng là bài này ai sáng tác nè. Dinh Râu sáng tác á. Tao chọn nó à. Quy Quy nó nghe nè, tôi thích thiếp thiếp thi mà sao mới chọn nó. Tao thích nó. À vậy hả? Ờ. Lầy gì luôn hả? Nó duyên mà. Rồi hả trời. Ghét, mày chọn được tao cũng chọn nha mày. Wow. Lý do gì chọn? Ghét. Có thích nó không? Không. Chọn nó làm chi? Ghét. Ê Quy Quy, mấy ba, con thi mấy ba. Nha, bình tĩnh lại chút xíu nha. Thôi nhường miếng lại cho mày á. Wow. Chúng ta đã có sự lựa chọn của hai hoàng tử. Bây giờ nhiệm vụ của hai hoàng tử là tìm cách lôi kéo công chúa về đội của mình. Xin mời hoàng tử đến từ Hàn Quốc. Hiểu rồi. Thần có ý kiến. Chúng ta đây chúng ta nói tiếng Việt đi, chứ nói tiếng nước ngoài không kiểm soát được. Thôi bây giờ như vậy, thì em á hãy về đội của anh. Em thích lắm. Bây giờ tại vì về đội của anh thấy được cái tiềm năng tiềm ẩn của em mà. Cái tài năng của em nó đang lên lắm. Đúng đang rồi, lên lắm. Đang lên. Nhưng mà nó bị vướng nên nó không có lên tới được. Ủa nó nghe là vướng chỗ nào vậy Trang? Vướng mỏ mày á. Nó lên tới đây tự nhiên nó vướng mỏ dội xuống nó phình cái bụng ra.
tới giai đoạn của anh sẽ tém, có cách tém cái mỏ em vô để lên tới ống luôn. Có cách luôn hả? Có cách. Nhưng mà là bằng cách nào? Anh sẽ đưa em về quận 6. Ở đó em rất thích ăn cháo. Anh với em sẽ cùng nhau đốt pháo. Nhưng ở đó có rất nhiều nhà báo. Anh đã nói là không sao. 23 tháng 1 anh sẽ được gặp ông Táo. Trời ơi, hai người thiệt là tào lao. Thôi mà không có sao. Không sao gì. Đấy đó, bây giờ là người ta lôi kéo công chúa. Còn giờ ông có cách nào để ông lôi kéo là không? À em nè, hôm nay là ngày thứ 6. Thôi ông bỏ luôn đi. Ông về đây luôn đi. Ông về đây luôn. Bây giờ tôi là quân sư ở đây. Tôi có cái cách này. Tại vì công chúa tôi là cầm kỳ thi họa. Bây giờ công chúa tôi sẽ phát họa lên cái vị ban giám khảo mà công chúa tôi chọn. Được không? Nên vậy. Đó. Có nghĩa là bây giờ thần thiếp phải là vẽ, phải vẽ chân dung một trong hai người này mà là thần thiếp chọn đúng không? Đúng rồi. Bàn giấy bút ra đâu? Bàn ra đây nào mấy đứa, tôi giúp chị. Nhạc lên mấy người. Nhạc lên. Chém nữa nè, chém nữa. Tăng nhạc, tăng nhạc, tăng nhạc. Đừng bao giờ mở cái nhạc này. Bỏ đầu xuống, bỏ đầu xuống. Ôi, cầm kỳ thi họa. Cầm kỳ thi họa. Cao quá rồi, hồi sao mà thấy được, đi vô đi em. Rồi, dẹp mày luôn. Nhạc lên đi anh ơi. Thường thường, người ta sẽ vẽ bằng tay, vẽ bằng chân. Nhưng hôm nay, thần thiếp sẽ vẽ bằng môi. Trời ơi. Hay chưa? Hay quá. Quá. Chết cha lộn đầu. Hay không hả? Thần thiếu đã dễ xong rồi. Xong rồi à? Vậy thì người công chúa ta chọn sẽ là... À đây. Hai đứa nào vậy? Hai người nào vậy? Tôn trọng người ta dùng chút xíu đi nha. Tôn trọng người ta chút xíu đi. Bây giờ nó nghe nè, chồng có thể là ta không lấy được, nhưng mà ta đậu hay rớt nhờ hai người này nè. Hiểu không? Nói chung bây giờ là không có lấy chồng, không có lấy gì hết trơn á. Đuổi về đi. Lao. Thôi dạ. Tôi ra đây. Ra đây ngồi. Công chúa là công chúa. Bây giờ người ta đã bấm chuông, người ta chọn rồi. Bây giờ công chúa chỉ chọn rồi, bây giờ công chúa không chọn chồng đâu. Chồng đâu mà lấy. Cuối cùng con gái của ta cũng đã có người chịu lấy. Yeah. Phú An. Con gái, chúc mừng con, cuối cùng cũng đã có người chịu lấy con rồi. Ai lấy vậy? Ai đọc lại thể lệ coi. Người nào nắm tay công chúa lôi ra khỏi cái vòng 16-50 này là sẽ lấy. Ừ. Nhà ngươi đang làm cái gì đó? Nắm tay công chúa à? Đứng ở đâu? Đứng ở... Đó. Đậu. Như vậy là con đã đậu rồi đó đậu. Nãy giờ quên giới thiệu tên tôi. Tên tôi là tên Đậu. Và lễ ép hôn giữa tôi và công chúa xin được phép bắt đầu. Nhạc lên ơi, nhạc lên ơi, nhạc lên ơi. Mày đâu? Chém nữa nè, chém nữa nè. Cái gì vậy? Chém nữa, chém nữa. Cái gì? Cái gì? Con gái, cái gì? Ôi chú, nghỉ, không tầm đó. Nghỉ đi, nghỉ đi, nghỉ đi. Ủa gì kìa? Sao vậy? Mày nghĩ sao vậy Đen? Hả? Hai đứa mình là hai vợ chồng. Mày đi thi đấu trường Tiểu Lâm, mày bắt tao lên diễn á thì tao đồng ý rồi. Mày nghĩ sao mày lôi ông già tao lên? Hả? Ba. Là ba, ba chồng của mày mà đóng vai phò mã là lấy mày tính lấy ba tao hả? Hả? Mày ngu quá đậu. Bây giờ tao hỏi mày đậu. Bây giờ tao hỏi mày nha. Ví dụ bây giờ á, ổng đang là ba mày đúng không? Đúng rồi. Ba mày có nghĩa là ba chồng của tao đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tao ép ổng vô đóng vai chồng của tao mày chịu không? Mày ngu vậy? Đúng không? Cái đó tạm chấp nhận được đi. Nhưng mà tại sao cái thằng cháu nội của ba tao ngồi bên kia đó? Ê, nói nghe nè. Thằng cháu nội đó, coi cháu nội của ba mày là gì của tao mày? Là con của tao với mày á. Hiểu không? Là tại cái thằng cháu nội ba tao là con của tao với mày. Mà bây giờ kêu bắt đóng là ba của mày, tức là ba chồng của ba tao. Mày thấy rối chưa? Quy, tao nói mày nghe nè. Tao nói mày ngồi xuống đây, tao nói mày nghe nè. Mới đầu tao tính nhân vật á, tao tính nhân vật là tao không có dối đâu. Tự nhiên mày dịch lại vậy giờ cho nó dối làm chi vậy? Ủa nhưng mà quan trọng cái vấn đề là mày kêu người nhà chưa đủ, sao mày kêu luôn hàng xóm người ngoài tới thi giùm luôn hả? Tao nói mày biết trước nha, tao chơi người nhà không chứ tao không chơi hàng xóm nha. Vậy chứ ông khứa này ai? Ê, qua nói nghe mày. Mày đâu xuất hiện này vậy? Dạ, vốn dĩ là người Việt Kiều Thái Lan. Mày Việt Kiều Thái Lan hả? Dạ, Việt Nam tìm vợ, tưởng đây tìm được vợ vô thi. Ai về tập kịch hả? Mà tao lao mà. Tao đi đâu vô đây vậy mày?
Được, dừng lại tất cả. Dừng lại hết, ai cho vô, mày xà mày quậy cho đã rồi đi vô hả? Mình bỏ trốn hả? Giới thiệu từng người lẹ lên. Vinh đâu khỏi giới thiệu. Dạ. Rồi đây, giới thiệu nè. Dạ, xin chào đồng chí giám khảo. Đây là bạn diễn em là Phạm Hy, là đội cũ của anh Đức Thịnh. Và đây là Thái Vũ. Thái Vũ. Dạ, đây là Vinh Râu. Vinh Râu. Dạ, đây là Quỳnh Phương. Là những người bạn thân thiết của các bạn. Thì thật ra tôi nghĩ là khán giả truyền hình cũng có những người đã nhận ra các bạn rồi, nhưng mà tôi muốn các bạn giới thiệu lại một lần nữa là để khẳng định được là cái tên của các bạn đã có mặt trong đấu trường Tiếu Lâm. Và xin chào đón các bạn đến với thế giới của nụ cười. Chém trai cày hả? Dạ, em tập thể dục hơn anh Đô Ba. Chém đau còn chết luôn. À, mọi người đâu anh Đô Ba? Trời ơi, bị câm và tối ngày thích hát không à, thích đập rap. À, còn Piru đâu? Chị Bét, hồi nãy giờ trong kia phát minh. Phát minh cái gì? Mới phát minh được phương tiện đi lại. Cái này đi hay lắm. Nó giúp mình đi lại mà không cần phải là đi lên nữa, mà phải là đi chạy nhanh lắm. Rồi chạy thử coi. Cái này chạy nhanh lắm, mình chỉ cần đạp chân lên cái là mình chạy thôi. Rồi thử coi. Mới phát minh nha. Rồi cẩn thận. Nè, mình có thể điều khiển nó tới nè. Wow! Yeah nè. Yeah. Không. Tới nè. Tới. Bên phải nè. Rồi. Đấy anh Trịnh. Bên phải. Nó lộn phương hướng luôn rồi. Kỳ ta. Phải nè. Lên xuống nè. Yeah nè. Ui, nhảy múa luôn nè. Ui. Hay quá. Phát minh bậy quá. Hay lắm thầy trưởng ơi. Cái máy này có thể là giúp mình đi nè, không phần em phải mệt mỏi nữa. Là công dụng của nó như thế nào? Là mình chạy, xong cái hết pin cái mình đổ xăng vô. Mà pin là cái gì vậy? Pin cái đó là tôi chưa phát minh ra được, không biết. Nhưng mà công dụng của nó là mình giúp mình đi thuận lợi trên bộ đúng không? Thuận lợi trên bộ, đi phà luôn. Chúng ta là cướp biển, chúng ta đi trên biển không á? Ồ, phát minh tàu lao quá. Bỏ đi, bỏ cái này đi. Thôi các cậu à, chúng ta tập trung ra đây đi. Bây giờ chúng ta đã đặt một chân lên hòn đảo này. À, một chân. Các cậu làm gì vậy? Đặt một chân lên hòn đảo. Thôi hai chân đi. Bây giờ coi như là cái hòn đảo này đã thuộc về chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn làm gì chúng ta làm. Muốn làm gì làm vô. Thôi tắt. Các cậu làm gì vậy? Mới nói muốn làm gì làm, ta nhảy múa. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ phải tiến vào hang động. Đi. Làm gì đó vậy? Kêu người ta tiến vô hang động. Các cậu bình tĩnh, nghe chừng nào tôi nói xong đi hai làm. À rồi. Bởi vì sao? Chúng ta phải tiến vào hang động, chúng ta phải gỡ được cái gương kho báu. Trong cái gương đó có một viên ngọc rất là quý. Đúng rồi. Theo như lời của thiền trưởng nói, viên ngọc này rất là quý. Mà viên ngọc này chỉ có ở Thái Bình Dương mà thôi. Đúng rồi. Cho nên ta tạm đặt tên viên ngọc này là viên ngọc dương. Nói chung là nó rất là quý. Khi mà lấy được viên ngọc đó, chúng ta sẽ về bán và được rất nhiều tiền. Đúng chúng rồi. Ta sẽ chia đều cho tất cả anh em. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là anh em. Anh em thì sao? Anh em muốn bể là nhà. Người dương các họ vẫn là. Lại. Anh em muốn bể là nhà. Người dương các họ vẫn là.
Anh em muốn bể ra nha. Người dân khác họ dân là ai à? Rồi rồi vô vô. Dễ thương. Tôi rất là hãnh diện khi có những người anh em như các cậu. Tôi cũng vậy. Thật sự tôi rất là may mắn khi có những người anh em, những người đồng nghiệp như vậy. Anh em chúng ta từng thề sống cùng sống, chết cùng chết. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Tốt. Còn cậu à, bầu ơi thương lấy biết cùng. Tuy rằng chúng ta là anh em nhưng mà chúng ta khác. Tao hiểu mày rồi. Con gà, hãy nói gì với tôi đi chứ. Tốt lắm. Nó nói gì vậy? Chị ngã em nâng. Chúng ta là anh em á. Tất cả các cậu tay tập trung. Dễ thương. Chúng ta phải hết sức tập trung. Đúng rồi. Bởi vì trong hang động biết đâu có rất nhiều nguy hiểm. Phi Lu à, cậu là một nhà phát minh hay. Cậu có một cái sáng chế gì chưa? Cậu cứ yên tâm. Có nhà phát minh tới đây á thì cái gì cũng có hết. Nhưng mà ta nghĩ phát minh này chỉ có Volga mới xài được mà thôi. À Volga, đây là con dao. Tới đó mày mò tìm kiếm rất kỹ. Tặng cậu đó. Ê nói nghe nè, cái con dao này nó có tác dụng gì vậy? Con dao này hay lắm. Nó có thể phóng đi rất xa. Sau đó nó có thể quay trở lại giống như là boomerang vậy đó. À, nhưng mà cái quan trọng là nó có sát thương gì nặng không? Trong con dao có độc, sát thương nhờ dữ lắm. Sao? Người thông minh sẽ rút ra ngay. Lúc đó độc tăng lên gấp đôi. Thằng Minh, thằng Minh này, thằng Minh, thằng Minh, thằng Minh. Nhưng mà không sao, những người lanh trí sẽ đâm con dao vô lại. Lúc đó độc lên gấp 5 rồi. Hay, hay lắm. Con dao là hay lắm. Nó la gì kìa, nó la gì kìa. Tôi hiểu với cậu rồi. Anh em, vô đội hình. Vô đội hình. Anh em muốn bể là nha. Người dưới các họ dẫn là ôi à, vô, vô. Rồi, rồi, rồi. Nó chưa đã, nó chưa đã, nó chưa đã. Chưa, chưa đã, chưa đã. Anh em muốn bể là nha. Người dưới các họ dẫn là ôi à, vô, vô. Cái gì vậy? Ê, hả, dính con dao hả? Tại sao nãy giờ không nói? Câm hả? À, ừ. Ê, có đâu, có đâu. Tất cả bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. Bây giờ làm sao để cứu người ta đây? Yên tâm đi, phát minh của ta mà lúc nào cũng có thuốc giải hết. Ha, vậy chúng ta không còn sợ độc nữa. Không còn sợ độc nữa. Không còn sợ độc nữa. Chỉ sợ mất máu nhiều quá mà chết thôi. À, đừng nói nhiều đó. Hãy đưa thuốc giải đi. Đâu rồi? Nhanh lên. Nhanh lên, Phi Lu à. Cái bình thuốc giải của ta đâu rồi? Để đâu mất tiêu rồi? Chạy đi. Nhanh đi, nhanh đi. Tốc độ lên nào. Cậu có sao không? Cậu có sao không? Không sao hả? Không sao. Đâu nào? Thuốc giải. Chúng ta cần thuốc giải. Thế tôi với ông già Noel quá ha. Đây. Đây là chai thuốc giải. À, thuốc xanh hả? Con ca. Tốt lắm, tốt lắm. Được rồi các cậu, chúng ta lên đường tiến vàng đâu đi nào. Dạ. Đi thôi. Khoan nào. Chuyện gì vậy? Có vật cản kìa. Thôi cái này cộng dây thôi mà. Tôi bước. Bình tĩnh đi. Cậu đúng rồi, ngu dốc. Trước mặt cậu đó là cộng dây. Nhưng mà sau đây nè, nó là nguyên cả một cái vấn đề. Khi mà đụng vô nó, các cậu sẽ bị tan da nát thịt. Làm sao chúng ta có thể vượt qua được nó? Yên tâm đi, có ta ở đây còn lo gì nữa. Cái gì vậy? Acid. Với chai acid này, cậu sẽ tưới lên cọng dây này. Giờ tự động cọng dây sẽ tan biến. Xin bếp, cậu làm đi. Acid, acid. Chưa tan. Lại. Chưa đủ đâu, chưa đủ đâu, chưa đủ đâu. Chưa tan luôn. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Cậu đang cầm chai màu gì vậy? Cái chai này là chai màu đỏ. Thiệt là kỳ lạ. Nếu mà là axit, nó phải là màu xanh chứ. Vậy cái chai màu đỏ này là cái gì? Cái chai màu đỏ này á là chai thuốc giải độc con dao. Hết xài nữa rồi. Hiểu rồi. Anh em muốn bể là nha. Người dân các họ đứng là
mấy bạn. Thùng quá, thùng quá. À, cậu ấy chỉ mệt chút xíu thôi, không sao đâu. À, xíu hả? Bây giờ chúng ta làm sao để vượt qua cổng dây này đi? Cái vấn đề ở đây rất nan giải đây. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Ta là nhà phát minh mà. Nhà phát minh làm sao không thể nào phát minh ra được những cổng dây này? Làm sao có thể mà bước qua bước lại? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây hả? Các cậu hãy giúp mình đi. Yeah. Cậu qua rồi. Quay ơi! Quay ơi! Quay ơi! Chuyện này là đơn giản luôn á. Bây giờ chúng ta hãy vượt qua đi, tốc độ đi nào. Các cậu bớt làm quá đi, để tôi qua. Bình tĩnh. Đu ba. Đu ba. Lên đi. Đó. Đó. Đôi chân. Chết đó. Chết. Qua rồi. Thử cái gì vậy ba? Thử cái coi. Qua rồi. Tới cậu á. Qua luôn rồi. Ủa đâu có gì đâu ta? Có gì đâu? Thôi chúng ta đi rồi các bạn. Lên đường. Tôi hiểu ý cậu rồi. Chuyện gì? Khát nước hả? Uống vô đi. Cứ đây nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ quay lại đón cậu. Hả? Đi thôi nào. Lên đường nào các cậu. Chỉ mệt mỏi chút xíu thôi là không sao đâu. À, chúng ta đi đâu? Lên đường. Tới chưa mày? Sắp tới rồi. Cậu phải đeo CPS. Hình như là nơi này rồi. Phải nơi này không? Gì vậy? Cây rương. Cây rương. Cây rương cò báo. CPS, phụ ta leo lên trên đi nào. Cố lên các cậu. Sao tớ mạnh quá mà tớ không giúp gì được các cậu hết vậy? Bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ chèo có. Nào các bạn. Các bạn, chúng ta là anh em mà đúng không? Chúng ta là anh em mà. Sipet, đây là nhiệm vụ của cậu. Hãy mở chiếc rương này đi. Được. Cái gì vậy? Có một cái luồng khí lạ. Cái gì vậy? Sinbad, cậu cao lên. Sinbad bị trúng độc rồi. Chắc chắn con này sẽ có bước giải. Chúa, dùng cái kiếm đi. Dùng kiếm hả? Nhanh lên. Được, chúng ta cứu em ta mới được. Sinbad, không sao đâu. Ai da, trong này có cái hố nè. Ai da, ôi, Đu ba, có cục đá nữa. Đu ba, Sinbad. Tôi xin lỗi Lu Ba. Tôi sẽ chiếm hữu viên ngọc này một mình. Tại vì sao? Chỉ có viên ngọc này mới cứu được bệnh của cha ta. Đừng buồn ta nhé. Khi mà ta lấy viên ngọc đi rồi, các cậu tự động cho tỉnh thôi. Đừng buồn ta. Tôi xin lỗi Lu Ba. Một chữ A. Viên Ngọc đâu? Viên Ngọc đâu? Tại sao vậy? Tại sao lại không có Viên Ngọc? Viên Ngọc đâu? Sinbad, Viên Ngọc đâu? Sinbad, Viên Ngọc đâu? Viên Ngọc đâu? Đu Ba, Viên Ngọc đâu? Viên Ngọc. Cậu tìm cái này à? Đúng rồi, thả cho ta. Đu Ba. Gần ra. Tại sao cậu lại làm như vậy? Hả? Chỉ vì viên ngọc này mà cậu bán đứng anh em à? Không phải. Ta không muốn. Ta phải lấy viên ngọc về cứu cha ta. Chúng ta là anh em. Các cậu phải hiểu ta chứ. Cứu cha cậu. Tại sao cậu lại không nói trước? Nếu cậu nói trước,
chúng ta sẽ giúp cậu. Chúng ta là anh em mà. Đúng vậy. Hả? Chuyện nó rất đơn giản nếu như cậu nói ra. Cậu không thấy Ron ra hả? Nó căm mà nó thích nói đó. Chuyện đã lỡ rồi. Ai thì cũng có sai lầm. Cậu hãy cầm viên ngọc này về cứu cha cậu. Ích kỷ quá. Tôi quá ích kỷ các bạn. Chỉ vì một viên ngọc thôi mà tôi bán đứng các bạn. Tôi quá ích kỷ. Tôi không còn xứng đáng để chung các bạn nữa. Các bạn cứ về trước đi. Bỏ mặt tôi. Nghe. Phi Đu. Xin bét. Để tôi giải quyết cho. Tất cả mọi chuyện đã lỡ rồi. Họ nó muốn ở lại tụi mình về. Gì đó, đá gà gì. Nói cái gì? Là nhà đó. Anh em muốn bởi là nhà đúng không? Người dân các họ dân là dân là dân là anh em. Cảm ơn các bạn. Đứng lại hết đi. Ở lại hết đi. Bạn. Lại yêu nữa rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Mãi yêu. Chết tôi mất. Duba duyên dáng. Yasimbet dẫn dắt chuyện. Hay. Rõ ràng, khúc chiết. Hỗ trợ bạn diễn cực tốt. Một bạc tên e cực tốt. Cái ông mà thoại chuẩn nhất là cái ông Câm. Cha Volga duyên dáng. Cái mặt hợp lý. Nói chuyện mà ở chị trời đúng khen. Hôm nay các bạn làm hay quá, nhưng cái người đáng chê nhất là bạn Tân. Chị thấy là ngày hôm qua chị nói với Tân á là em phải làm sao cái lúc mà em dằn vặt á là phải cho ra. Bữa nay em diễn không được cho nên chính vì vậy mà anh Thành thấy là em ngồi em kể lể dài dòng, em hiểu không? Lúc đầu á là mình phải cái sự đau khổ khi mà mình hại bạn mình cho bạn mình uống thuốc mê đồ này để mình lấy viên ngọc cứu cha mình. Rồi phải diễn cho ra cái tâm lý đó. Chửi thằng Tân á, nên để anh chàng Câm á chửi. Tại vì khán giả không cần phải nghe cái đoạn nội dung đó. Là hiểu hết rồi. Hai, chửi một trang rất là dài, không cần lời nào hết, thằng Tân chỉ gục mặt xuống thôi. Xuất sắc. Khán giả hiểu hết rồi. Xuất sắc. Nếu mà như vậy là tôi bảo đảm các bạn cười banh rạp. Các bạn chính xác là anh em. Chỉ có tình huynh đệ, tình anh em mới có thể đem đến một cái tiểu phẩm như vậy thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như quý vị khán giả yêu thích tiết mục vừa rồi của Thanh Tân, chúng ta sẽ bình chọn cho Thanh Tân với cú pháp tin nhắn như sau: DTTL khoảng trắng 19 là mã số của Thanh Tân và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn các bạn. Mấy giờ rồi? Lúc nào cũng vậy chứ. Tắm đâu rồi kìa? Tới này vô tắm đi. Tao Không. Để tao tắm trước, tao đi công chuyện trước. Tao cũng trễ giờ rồi. Cái tắm mày cũng dành cho tao đó hả? Dường cho tao đi. Không, cái gì chứ tắm là không dường được. Bây giờ tao tắm trước rồi đi trước. Tao tắm trước. Tao đi. Tắm cũng dành nữa. Hai người tắm chung đi. Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Gì hay bà? Làm liễu luôn à? Kêu đi tắm mà sao tất cả gì? Còn nội hàng sớm nữa. Hát karaoke lúc nào không hát, hát hay lúc này.
bây giờ lo, mày tụi lo không à? Mày kêu đi tắm mà hôm nay là nhiệm vụ mày đi lấy nước về cho tụi tao tắm, mày lấy chưa? Lấy rồi. Đâu? Kìa. Đâu? Nước đâu? Mày đuôi hả? Ủa mày đuôi hả? Mày phân biệt được nước đá với nước tắm không mày? Mày để nó than hay nước không mày? Rồi bây giờ cần gấp sao tắm? Thì mày cha đi, hồi nãy tao cũng chạy cha mày vậy thôi chứ sao? Mày cứ chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui, chỉ làm nó sạch thôi. Đó thấy chưa? Đơn giản. Ê ê, đó mày nghe. Tôi chờ tới đâu nó săn tới đó luôn nè. Ừ. Ê, ví dụ giờ muốn gọi đầu sao? Đồ ngu không? Mấy này hỏi ngu không? Hỏi câu ngu không? Muốn gọi đầu thì mày lấy xà bông á đúng không? Ừ. Thay vì mày chét lên đầu, mày đừng chét lên đầu. Mày chét cũng đá nè. Được, được, được. Mày cha hoài, chỉ là có bọt thôi. Ê, khoan. Thấy nước, cái nước này có mùi gì không? Ê, tanh tanh mày. Nước đá mày mua ở đâu vậy? Người ta cho. À, ai cho? Bà bán cá. Thôi bỏ luôn đi, nghỉ nghỉ tắm rồi đi. Kiếm gì ăn lẹ đi rồi đi nữa. Ừ. Này, coi có gì ăn, ăn lại đi. Hôm nay tới lượt tao hùng mì á. Mì hả? Thôi nấu lẹ đi. Nước đâu? Mày ngu không? Hỏi ngu không? Hả? Hỏi ngu không mày? Không lẽ giờ ăn sống mày? Không có trí tưởng tượng thông minh được gì hết trơn. Ở nhà không có tao, không làm được cái gì hết trơn. Trời ơi, lấy nước đá ướp cá, nấu nước, ăn mì luôn. Mì hải sản mày. Ê, mà ăn mì hoài. Không mày, ngán quá. Có cái gì mới không? Ừ, lẽ ăn mì gói hoài luôn hả? Bây giờ có trứng xúc xích ăn không? Rồi, được á, được á. Được. Đơn giản luôn, nói à, trứng xúc xích cho ăn. Ê. À, không được, đồ đâu không được, được. Làm gì không được? Mày làm cái gì đó? Tao lấy chìa khóa mở tủ, trứng xúc xích ở trong tủ ba. Để mày mang hết cho tao làm sao? Alo. Dạ nghe nè má. Dạ. Không khỏe lắm. Dạ, trên đây thì con bình thường. Dạ. Mấy đi làm sao má? Dạ, học giỏi lắm hả má? Dạ, con biết mà, em con phải giỏi giống con thôi. Ba con sao má? Dạ. Má nói gì? Ba chết rồi hả? Ba chết 3 năm rồi hả? Đây ba nào chết nào phải? Ba nào chết á? Dạ má. Dạ. Vợ con Thái, nãy anh Tưng mẹ con. Dạ. Rồi con biết tháng sau đám giỗ ba mà. Rồi. Con gửi tiền giờ tháng sau gửi tiền. Dạ. Bực bội à. Tao nói thì tụi bây nha. Tao tức mà tao không nói được luôn á. Mất nói gì mày thức? Ba thằng xài một cái điện thoại mà xài một cái sim luôn nữa. Bình viên mà. Thì bây giờ má của đứa nào thì lưu tên má đứa đó đi. Lưu có một chữ má rồi biết má đứa nào. Má. Ê khoan, bình tĩnh. Để tao mở lo ngoài cái nha. Mở lo ngoài. Alo má hả má? Ờ má nè. Ê trời ơi, má của ai má ơi? Thằng Phương. À, má tao. Đưa điện thoại cho thằng Tân nói chuyện với má. Ủa là sao má? Là tao là má của thằng Tân chứ cái gì mà hỏi. Dạ. Dạ má nói thiệt nè, tao nghe giọng tao biết rồi. Dạ. Dạ sao má? Dạ trên đây con ổn định lắm. Dạ thì con cũng có phòng khám đồ này kia nọ. Thì bệnh nhân cũng tới khám bình thường. Dạ, bây giờ đang đông lắm ơi, không có thời gian nói chuyện với má đâu. Bệnh nhân giờ đang ho sùm luôn nè. Bệnh nhân đang ho. Bị đau bụng nữa, bị đau bụng quá trời nó ơi. Tôi sắp đẻ rồi. Ba. À là có nghĩa là bệnh nhân của bà dạ, kia. Dạ, tôi sắp đẻ rồi. Sắp đẻ má. Dạ. Má nói sao? Má lên liền luôn hả? Má lên chi gấp gì má? Má đâu có chuyện gì gấp đâu má lên chi? Để con mai ra gửi tiền cho má được rồi. Tới bến xe luôn rồi hả? Rồi, biết rồi. Ê, không ổn rồi. Gì? Có chuyện rồi. Chuyện gì? Má tao lên đây. Chết thiệt chứ. Chết rồi. Bây giờ phải làm sao hả? Bây giờ mày tính làm sao, phải làm sao nè. Nhà có ba gói mì mà lên thành bốn người lấy gì ăn? Đúng rồi. Khó gì mà nghĩ ra được luôn hả?
Tao vừa phải đâu chứ. Bây giờ vấn đề là má tao lên đây nè, phải tìm cách làm sao giải quyết, hiểu không? Tao nói má tao trên đây là tao là bác sĩ. Mở cửa, mở cửa, mở cửa đi, mở cửa đi, mở cửa lẹ đi, lẹ đi. Chú tự mở được luôn á, không mở đâu. À, được nè. Tại sao vậy? Hả? Tại sao tao nói tụi mày trả tiền nhà cho tao mà bây giờ tụi mày chưa trả là làm sao? Hả? Thằng kia nữa, mày bệnh cái gì? Mày đau lắm hả? Đau rồi đó. Tại sao vậy? Hả? Chú biết hoàn cảnh của tụi con mà chú. Khổ lắm chú ơi. Đâu sung sướng gì. Mì gói còn chưa kịp ăn nữa mà chú. Nỡ lòng đầu chú đòi tiền nhà tụi con chú. Mới dậy có 3 tháng chứ mấy. Chút nước người ta luôn hả? Bộ tụi bay cho tao diễn căng hơn xíu được không được nữa hả? Bắt tao xả dây nhẹ như vậy. Biết tao thương tụi bay mà. Hả? Bữa nay má nó lên nó... Chú bây giờ con có chuyện này nè, chú giúp con cái được không chú? Giúp gì? Bữa nay má con lên đó chú. Má lên là có tiền nhà đóng cho tao. Phải, má con lên là cái chuyện căng nữa. Căng cái gì? Má con lên, má con biết cái chuyện này là con không xong đâu. Bây giờ vấn đề là chú giúp con đi. Giúp con. À, tao không có giúp gì nữa mày. Giúp gì giúp hoài vậy hả? Sao? Nhà thì không đóng mà giúp gì giúp hoài vậy hả? Giúp, bây giờ con nói nhà con là bác sĩ. Bây giờ chú giả làm bệnh nhân đi. Chú nào cho tao giúp hết đó. Hả? Giúp hết này rồi đến kia. Tiền nhà thì không trả. Bây giờ bắt tao giúp đó. Không nội nè. Tháng trước nó nói má nó kỹ sư. Má nó lên kêu tao là đóng giả ngoại giao nước ngoài gì đó. Tao vô tao nói chuyện, sùm hết, tao nói tiếng nước ngoài. Cuối cùng má nó biết tiếng nước ngoài. Rồi còn thằng này nữa. Thằng này là tao khỏi nói với mày rồi. Mắc mới gì khỏi nói con chú. Má mày chưa lên. Đúng rồi. Thôi chú, thôi dáng là đỡ chú lỡ giúp giùm con đi chú. Chứ bên đây bây giờ là chú nói là chú là bệnh nhân, xong cái cú này á là con khai thiệt luôn, con không có xạo nữa, có tiền nhà đóng với chú luôn. Có nói nha. Dạ. Ráng giúp giùm mày chứ tao cũng khổ quá rồi. Dạ. Ừ. Rồi, dọn dẹp má chuẩn bị lên rồi. Quên. Để lên. Dọn đi. Chú phải dọn hộ con luôn á. Dọn hả? Rồi. Muốn tao làm gì? Chú nằm đây. Nằm đi. Chú nằm. Nằm yếu đi. Nhớ là dù có gì đừng có thở nghe chưa? Không thở. Cái gì? Không được thở. Không được thở gì, mắt tao bệnh gì mà không được thở. Cái bệnh là bệnh hấp hối sắp chết. Hấp hối sắp chết là bệnh thở gấp ba ơi. Thở nhiều. Rồi. Ra đón khách. Con ơi. Con ơi, Tân nó có nhà không con? Dạ bác không cần nói gì đâu. Bác muốn khám bệnh thì vô đây ngồi, bác sĩ Tân đang bận lắm ạ. Mà tôi là má. Má của bệnh nhân thì cũng ngồi chờ đó bác. Không phải, tôi là má của bác sĩ Tân á. Dạ má. Bác sĩ ơi, má bác sĩ tới bác sĩ ơi. Dạ, vậy? Con mời bác vô. Có gì? Ủa? Con. Chào má. Ừ, trời ơi. Cô đang dở tay khám bệnh nhân. Má dạ. Ở đây ngồi chờ con chút xíu đi, con dạ. Khám cái bệnh này xong rồi cái là con nói chuyện với má. Ờ, bộ bệnh nặng lắm sao mà nằm thấy ghê vậy nè. Dạ bệnh nó nặng lắm má ơi. Cái bệnh nó cần phải chích. Chích hả? Giả bộ thôi, giả bộ thôi, không có chích thiệt đâu, nào ơi. Sao cái kim nó bự quá vậy? Thở máy đi, bình tĩnh đi. Không sao hết. Thở gấp đi. Thở gấp. Thở chứ không có rên, thở chứ không có rên. Tim đập loạn xạ quá. Ê, bên đây nè. Rồi. Ông ngồi dậy đi. Cả bệnh rồi. Chào bác sĩ. Cái bệnh này là ổng là bị lâu lâu á, bị thần kinh á, bị yếu. Cho nên là biếng ăn, sinh ra bị biếng ăn. Cái này chú phải đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chú đừng suy nghĩ nhiều. Cái chuyện gì mà chú bị căng thẳng quá, cái là chú bị như là bị rối loạn tiền đình. Nhất là chú cái vụ mà có ai mà lỡ mà có thiếu chú gì á mà người ta nói xin cho qua, chú cho qua. Chú hiểu vấn đề đó không? Không, rồi chú mấy chú thương chú cho luôn. Được chứ. Đang diễn mà. Chú bệnh cái căn bệnh này chú bệnh cỡ được 2 tháng rồi đó. Chú bệnh 2 tháng luôn hả? 2 tháng.
Bình đúng 2 tháng luôn rồi hả? Đúng 2 tháng luôn, từ cái lúc mà đòi đòi không được đó. À, từ cái lúc đó. Bây giờ chú Trần Anh nhiều vô chút xíu. Đây, còn có một viên thuốc. À, có thuốc. À, chú uống cái viên này vô. Ngậm, không cần uống nước, chỉ não tan thôi. Dạ. Mẹ mày! Cái này đúng không? Mẹ mày! Mày. Trời ơi! Mẹ mày! Trời ơi! Mẹ! Trời ơi! Mẹ mày! Mẹ mày! Má chị là có đem cái gì ăn không? Ủa, cái gì? Ủa là sao? Chưa, tôi thèm ăn quá. À, thèm ăn hả? Thèm ăn có gì không? Có gì cho ăn không? Thèm ăn, à, mì cá là cho ông ăn, đem mì cá là cho ông ăn. Trời ơi, đây ăn chú. Dạ. Gì giống thuốc thần vậy con? Dạ. Mới nói biến ăn rồi bây giờ ngậm vô là ăn, đòi ăn liền vậy đó hả? Dạ, bệnh nhân của con bây giờ là vậy không á? Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Trời, hết rồi, không, hết rồi. Cho miếng này. Thèm ăn lắm. Con ơi, coi chừng ta mắc nghẹn con ơi, ta mới hết bệnh đó con. Không, này hay lắm, thèm ăn lắm. Dạ, thuốc này hay lắm bác. Con ơi, con má thấy con mà khám bệnh mà trời ơi nói mà cho thuốc như thần, má thích quá con ơi. Dạ. Hôm nay con sẽ là bác sĩ giỏi nè. Dạ, con tương lai mà. Ừ, má mệt quá, con khám giùm má đi. Má mệt hả? Ừ, má mệt quá, mấy tháng gần đây sao ngủ nó khó chịu quá, đau đây nè. Má đau. Má đau tim hả? Đau, ừ, đau, khám cho má coi. Ủa, thấy tim má đập bình thường mà má. Đau đây nữa nè con. Đau đây luôn hả? Ừ. À đây chắc má do dao quẹt gì nó bị bong gân thôi. Một bông, lát mấy chút ghé. Cái gì mà bong, ta có té đâu mà bong gân. Chứ má bị gì đâu đây. Rồi nhức đây nữa nè. À nhõng nhẽo con gì. Rồi chạy xuống chân nữa nè con. Chạy xuống đây nữa. Nhõng nhẽo con hoài. Ôi trời ơi, chạy qua đây rồi trời ơi. Sao mới đây mà chạy liễu vậy trời. Ôi sao chạy nhiều quá vậy má. Chạy tùm lum vậy trời. Sao chạy nhiều quá vậy má. Ôi da nhức cái chân nữa. Trời ơi nhức cái chân nữa. Má tùm lum bệnh vậy con. Mà cuối cùng má có chuyện gì mà má giỡn con hoài má. Má đau trong lòng quá à. Chỉ con trai nghĩ được má thôi. Con hiểu rồi. Suốt ngày má cứ ghẹo con hoài à. Con tính á là ngày mai con chạy ra bưu điện con gửi cho tiền người cho má. Chứ mày chưa kẹp gì hết trơn mà má lên rồi. Nói nè, nó bây giờ con gửi tiền cho má, má cầm tiền đi rồi má về đóng học phí cho mấy đứa em con đi học. Má không có cầm tiền này đâu. Ủa sao kỳ má? Tiền này là tiền lừa cha dối mẹ, tiền phi pháp má không có nhận. Ủa má nói con không hiểu gì trơn, má giỡn con hoài má. Nè, con nghĩ sao vậy? Hả? Trời ơi, mày sĩ diện cái gì vậy Tân? Mày nghĩ sao má quê mùa chứ má cũng hiểu chứ con. Học ra trường là bác sĩ, nhưng đâu phải là bác sĩ liền đâu. Mình phải thực tập ở nhà bệnh viện chỗ này, chỗ kia biết bao nhiêu năm rồi. Cái tay nghề mình cứng cáp mình mới mở phòng mạch chứ. Phòng mạch mà vậy đó hả? Nghĩ sao mà lừa gạt cha mẹ vậy hả con? Mẹ bây giờ má hỏi con đây nè. Một người mà con thương yêu, con đặt hết hy vọng niềm tin cho người đó, mà người đó quay qua lừa gạt mình, đau không? Con xin lỗi má. Con không phải là muốn lừa gạt má đâu. Thật sự má cũng biết rồi đó. Con học có bằng đàng hoàng mà. Nhưng mà tại vì con chưa có công việc ổn định thôi. Con không muốn về quê ăn bám má. Con muốn tự lập trên đây, muốn làm kiếm tiền để gửi về phụ má mua mấy đứa ăn học. Má không có lấy cái đồng tiền ở đâu. Bạn bè ở chung phòng mà thấy con tôi làm sai trái không biết khuyên can, còn ai vua theo nó nữa, gạt tôi nữa là sao hả? Một lần lừa gạt là má không có tin lần nào hết trơn á trời. Nhưng mà con hỏi má nè, cái chuyện này ai nói má biết vậy? Tao nói á, tao nói à, tao thấy mày vậy á tao thương mày, tao không muốn mày dối cha lừa mẹ như vậy, tao mới gọi điện thoại về tao báo cho má mày biết. Đó, thật ra là tao với má mày thỏa thuận trước khi tao thỏa thuận với mày rồi. Em diễn được không chị? Em diễn hay được quá chị. Trời ơi, ăn khí thế luôn. Bây giờ làm vậy. Tao á là tao thương, cho nên á tao mới gọi điện thoại báo về cho má này. Nhưng mà tôi cũng nói cho chị biết. Sao? Chị cũng phải tin nó. Thật ra tuy là cái đồng tiền đó là cái đồng tiền không phải là do nó kiếm cho cái nghề bác sĩ, nhưng mà nó cũng không phải là đồng tiền phi pháp phi phụng gì đâu. Phi pháp không có phi phụng. Phi phụng bà hiền lương chứ bà không có lường gạt. Hám bà quá. Đồng tiền mồ hôi nước mắt của nó tôi biết chứ. Mấy tụi nó đi làm mà không làm đúng vô cái nghề nghiệp của mình tôi cũng áy náy lắm. Cho nên bản thân tôi đã
tự kiếm việc cho ba đứa nó làm. Vậy hả? Trời ơi, cậu tốt quá, cảm ơn cậu nha. Ngày nào tôi cũng chở tụi nó đi khách hết. Cái gì? Đi khách gì? Chị à, chị bình tĩnh đi. Như thằng này tôi dẫn nó gom gom tiền mua được chiếc xe ôm. Nó đi xe ôm, nó chở khách. Vậy đó hả? Thằng này thì phục vụ nhà hàng. Đó, cũng làm phục vụ khách. Còn con chị tôi thương nhất nên tôi dẫn nó vô khách sạn để phục vụ khách. Cái gì? Trời ơi, chắc con tôi vô khách sạn làm cái gì? Phục vụ khách cái gì? Tôi làm tiếp tân thôi mà. Trời ơi, nói không chịu nói rõ ràng, nói ấp ra ấp úng làm tôi tưởng bậy không à. Thôi bây giờ vậy đó, mẹ con rồi kia hòa thuận rồi, chú chỉ muốn dặn cho mấy đứa một điều thôi, làm cái gì làm không bao giờ được dối cha lừa mẹ, không bao giờ được gạt ba mẹ ở trên đây làm cái chuyện khác, nghe chưa? Dạ biết rồi. Đó bây giờ vậy rồi thì mỗi đứa nè cầm 1 triệu đi nè, mày 1 triệu. Wow, có 1 triệu. Mày 1 triệu luôn. Trời ơi, trời sáng vậy chú, trời lắm được hả? Đã không có cho tụi bay đâu, đây đừng mừng. Một lát nữa má tao dưới quê lên nhớ đưa tiền nhà cho tao đầy đủ, nghe chưa? Hả? Đưa ra. Cướp đó nè anh. Anh nó chạy hả trời? Ai mượn anh giết tụi nó? Tao giết hồi nào tao đánh nó mà. Mà giờ tụi nó chạy hết rồi, ai cướp xác em nữa? Trời, em giả bộ thôi. Bắt đền anh đó. Bắt đền anh đó. Bắt đền anh. Cướp anh. Cướp. Sức thằng. Diễn sức thằng. Hay lắm, hay lắm. Chụp tấm hình cứ coi. Hay lắm. Đắp thơ thanh anh tài trợ tấm ảnh này. Uống cái ơi. Diễn sức thần. Rồi rồi, hay quá. Sức thần, sức thần. Diễn sức thần. Ôi. Hay lắm. Tâm lý phục vụ tao bay ngược ngạo quá à. Diễn viên chính nó chết tới nơi rồi kìa. Ờ cho chà, bạn tao. Anh ơi. Mày diễn sức thần. Hay lắm anh, hay lắm. Đi khác đó đi. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Rồi rồi, đi khác đó đi. Hay lắm, uống miếng nước anh. Uống miếng nước đi. Chụp tấm hình chơi. Chụp tấm hình anh. Dạ. Trời ơi. Đồ mượn của nó đó. Chụp cái gì? Uống miếng nước anh. Thôi. Tập trung nè.
Bạn bè nhau không tới đoàn phim chế tao, tao vui rồi. Mắc mớ gì rồi đi theo phục vụ tao vậy? Mày làm mệt tụi tao phục vụ mày. Tao tự lo được, hết đi tao. Tao tự lo được. Tự lo được không? Ừ. Thôi nghỉ, khỏi lo cho nó. Đó là mơ mắt quán thì ghét. Ủa hoàng vậy luôn ta. Mấy này. Alo. Đã tiếp xúc với đối tượng. Các đội phân nhanh chuẩn bị. Anh Tân. Chào anh. Chào anh. Anh định trốn tránh chúng tôi đến bao giờ? Tất cả những hành động của anh chúng tôi đã theo dõi. Mời qua đây. Đây là thẻ ngành của tôi. 07 thẻ xe mà ba. Thẻ nhận để trong cốp xe rồi, chút rảnh xuống bãi xe cho coi. Ủa mà có chuyện gì vậy? Anh không cần phải nói nhiều. Mời anh nói những gì cần nói vào đây. Tôi hỏi gì anh nói đó. Đây sẽ là bằng chứng. Mà lại phóng viên. Phóng bằng. Phóng viên cho mà hỏi liền đi. Mày làm như công an thử vậy? Không phải anh, em làm vậy cho nó nghiêm túc anh chứ. Hỏi bình thường à, diễn viên chảnh lắm, không chịu trả lời anh. Dạ, đó, tôi bình thường lắm, cứ hỏi sao trả lời vậy à? Dạ anh vậy anh cho hỏi mấy câu đơn giản. Hỏi thoải mái. Anh ơi, nhiên biết anh là một diễn viên nổi tiếng. Dạ, sau khi mà anh hoàn thành cái bộ phim này, cảm nghĩ của anh như thế nào? Anh có thể phát biểu để em về em viết bài bi cho anh được không? Nói chung thì sau khi làm xong cái bộ phim này thì tôi cảm thấy rất xúc động. Tại vì kịch bản phim này rất hay và tôi rất thích cái phim này. Cho nên là tôi phải đóng hết tâm hết sức về cái phim này. Rất hay. Cảm ơn anh. Anh phát biểu rất hay. Anh Tân à, anh có thể phát biểu thêm một lần nữa được không? Muốn sao vậy? Má tôi hết pin rồi anh à. Hết pin nói từ đầu đi. Không, mới hết anh, tức thì. Anh, không mấy giờ anh nói em nghe đi. Dạ. Đầu em nhớ dài dữ lắm. Anh cứ phát biểu cảm nghĩ của anh. Anh muốn nói cái gì anh nói, em về em viết bài cho anh. Okay. Dạ. Nhưng mà anh nói phải thật là đầy đủ chi tiết nha anh. Để em viết bài cho nó hay á. Nói một lần nữa thôi nha. Dạ. Okay. Anh có thể cho em biết là cảm xúc của anh khi mà hoàn thành bộ phim này như thế nào? Anh hạnh phúc đúng không? Đúng rồi, rất hạnh phúc. Rồi, cảm ơn anh, đủ rồi. Dạ, em viết bài. Ê, tao chưa nói câu nào luôn á mày. Không, anh không cần nói nhiều đâu. Anh nói hạnh phúc thôi là em về em viết một bài hay cho anh rồi. Gì đâu ta? Anh. Anh chào thân mật á. Thích chú em mày lắm luôn. Em cũng thích anh lắm luôn á. Thiệt, hồi nãy anh ngồi ngay bà Ngo. Dạ. Ngồi ngay bà Ngo cái cảnh mà em đánh cái thằng ăn cướp máy zoom vô trong cái môi của em mà diễn mà thiệt anh rung môi không nổi với em luôn. Lạ lắm Tân ơi. Em là một diễn viên phải gọi là cái gì nè. Cái diễn viên này người ta gọi là cái gì? Trời hành đất lỡ em thiệt. Ôi, cái thể loại diễn viên em chưa hề biết luôn anh. Không phải, cái nét diễn của em nó ngộ lắm. Nó ngộ mà nó rất là mộc. Anh thích cái mộc. Cái lúc mà em đánh á, em đánh cái thằng kia xong rồi tự nhiên em cái môi em sao đó làm không được, tức thiệt luôn. Đây cái phải cái lúc mà nãy là đúng không? Đó. Máy lúc đó zoom 3 cái máy một lượt vô trong cái môi của em. Không nổi Tân ơi. Anh ơi, em nói nghe nè, cái đó là má em đẻ em ra là em bị như vậy rồi đó anh. Ủa là em tự nhiên luôn em hả? Em đâu cần diễn anh. Trời, tự nhiên mà em sinh ra để làm diễn viên Tân. Dạ. Gặp anh là đúng người rồi. Dạ. Đúng người rồi anh. Em rất hân hạnh quen biết anh. Anh là quen biết em, hổm gài là thấy em rồi mà không dám tới nói chuyện. Dạ, em cũng thấy bây anh. Giờ là đòn ốp rồi. Dạ. Nghệ sĩ đầu kéo qua nhà hàng hết rồi, bây giờ dạ. Anh mới qua đây. Dạ. Anh gặp em. Anh gặp em nè, anh nói với em là rất may mắn. Dạ. Khi mà em gặp anh. Dạ, em cũng may mắn lắm khi mà em gặp anh, chứ có tay chứ nữa. Hai anh em mình đều may mắn hết. Dạ. Báo cho em một tin quan trọng. Sao anh? Gặp anh là gặp đúng người rồi. Sao đúng người anh? Trường Giang. Trường Giang. Trấn Thành. Trấn Thành. Tiến luật Thu Trang, một tay anh đưa lên. Ê! Anh ơi, bốn người đó bây giờ đang hot lắm á. Bây giờ là người ta nổi tiếng lắm á. Mà một tay anh đưa tay lên luôn hả? Chưa. Biết đạo diễn Đỗ Đức Thịnh không? Dạ biết. Ôi, cái ông đạo diễn hay à. Em thích cái ông đạo diễn lắm. Ông làm nghề có tâm lắm. Ông mới làm cái phim gì mà Taxi em tên gì? Taxi em tên gì? Đúng rồi, Trường Giang đóng chính mà em biết mà. Ý tưởng kịch bản ban đầu là của ai biết không? Ai không biết anh? Đường dây kịch bản ban đầu là của anh. Ê! Cái đường dây kịch bản ban đầu là cái lúc đề cương ban đầu là của anh đưa đó. Là cái tựa đầu tiên là của anh luôn hả? Cái tựa đầu tiên của anh.
trời đất ơi, em mê cái tựa anh lắm luôn anh. Ủa em biết luôn hả? Cái tựa đó em có đọc rồi mà, em có đọc cái đề cương đó rồi. Trời, vậy là anh em mình có duyên rồi. Trời, em cái ơi, cái tựa đó mà đưa qua sửa lại, em nhớ thì nhớ cái tựa coi. Cái tựa đó là, à, cái tựa là em ơi dừng lại cho anh hỏi em tên gì, nhà em ở đâu. Đó, cái tựa đó đó. Tựa tào lao quá luôn anh. Không phải, nhưng mà nhờ anh Thịnh mới biết á, cái đặt cái tựa taxi em tên gì. Không, nhà anh sao kể nghe coi. Hôm bữa anh đi taxi tới, anh đưa anh Đức Thịnh cái kịch bản để anh coi ảnh làm phim được không? À, lúc anh đưa cho anh Thịnh đó đúng không? Ừ, anh bỏ quên cái bóp ở trong chiếc taxi, bé taxi nó bỏ nó chạy luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà phát hiện cái bóp còn trên taxi, bé taxi quay lại trả anh. À, anh không biết tên nói vậy. Ê taxi, em tên gì? Cái ông lấy cái đó ông đặt tựa luôn vậy đó mày. Nhà anh đi taxi tới, anh Thịnh mới biết cái tựa đúng không? Bữa đó mà tao đi xích lô là sao? Xích lô em tên gì rồi? Trời ơi, một tay anh không đó. Rồi tính ra thiệt, anh may mắn thôi, bắt tay cái nữa. Thiệt bây giờ là em nói thiệt, anh đạo diễn hay. Anh là đạo diễn mà anh biết mấy người này người kia, anh mốt có gì nâng đỡ em anh. Mày khùng hả? Thiếu dai thì cứ kêu em làm hết. Anh đâu phải đạo diễn. Chứ anh là gì? Trợ lý của phó chủ nhiệm. Anh trợ lý của phó chủ nhiệm đâu phải đạo diễn em. Trợ lý của phó chủ nhiệm là nó thấp lắm luôn anh. Thì vậy đó. Thì sao nãy nói Trường Giang, Trấn Thành, Thu Trang, Tuyến Lực anh đưa người ta lên hết mà. Anh bấm thang máy đưa mấy người đó lên. Anh dắt người vô thang máy nè. Làm sao mà một tay anh bấm, một tay mà bấm 36 rồi đưa lên tới nóc luôn anh á. Nhưng mà anh quý mày thiệt sự, anh thấy mày diễn hay quá. Dạ. Thích quá. Mà sao diễn đời quá vậy? Em học sân khấu điện ảnh khóa mấy? Dạ em đâu có học anh. Sao? Không học. Diễn quá trời hay vậy. Thiệt, em tay ngang mà. Tay ngang sao diễn cái phim này hay quá vậy? Em nói thiệt, kể anh nghe thì cái tự nhiên không biết sao nó hợp anh. Hợp. Cái kịch bản này giống như là cuộc đời của em vậy á. Trời, cuộc đời em giống như kịch bản phim luôn hả? Dạ. Trời, tính ra vậy là cái ông mà tác giả của cái kịch bản này là ông Trương gì nè, là ông hay lắm á nha. Dạ, ông Trương đó, ông Trương ông viết cái kịch bản này á. Ờ, hay vậy, ông viết cho em luôn hả? Dạ, viết riêng cho em. Ê, vậy cuộc đời em vui hay buồn nay tâm sự được không? Tại anh em đi kéo đi ăn hết rồi, còn có mình anh với em à. Nói chung anh quý mày quá, kể anh nghe đi mày. Cuộc đời em thì buồn. Buồn hả? Dạ. Buồn mới nghe chứ vui nghe làm chi. Nè, đưa đây. Hậu trường mày khùng hả? Đoàn phim tao ốp nãy giờ nửa tiếng đồng hồ, ba đi chụp hình hậu trường chứ vậy ba. Trời ơi, ốp nãy giờ đâu có biết đâu, nãy giờ bận. Bận gì? Em ngủ. Ồ, nó đi theo nó chụp hình hậu trường mà nó ngủ, tới đoàn phim ốp nó mới ra nó chụp. Ủa bây giờ đoàn phim đâu rồi anh? Qua nhà hàng. Đấy, ăn ở bển nó đi, bển đi. Thôi nhưng mà xí xí cho em nói chuyện này cho anh kia cái được không? À, tôi hả? Anh diễn viên á. Anh á. Khán giả ái mộ á. Không có. Tôi nằm mơ tôi thấy anh sẽ nổi tiếng. Anh nằm mơ hả? Ừ. Anh đi thi đi, thiệt, anh không quán quân. Không quán quân thì cũng giải nhì, không giải nhì cũng 34 à. Chắc luôn á. Không có đùa đâu. Anh chị anh đi lẹ lẹ giùm em coi. Có nghe nè, có tiền không, mượn mấy chục đi nhậu đoàn phim mà chơi hụi hết tiền rồi. Mày ứng tiền, mày ứng hết trơn mà nói gì kỳ mày. Em ứng em xài hết rồi. Đợi đoàn phim sao em trả cho. Phim sao tao cho mày nghỉ rồi tao không cho mày làm đâu, thôi đi đi. À, sao kỳ vậy trời. Họ ra kia đi, có thiết kế ngoài kiểu đưa tiền rồi. Đi qua bên kia đi, tôi cho đưa tiền. Trời ơi, chỗ tôi đang kể chuyện tâm sự ở đây mà tự nhiên nhào ra thiệt tình thằng quỷ. Ôi, anh em đang lấy tâm lý kể mà bây giờ làm tuột tâm lý, tuột hứng của em hết luôn anh. Yên tâm, anh lấy lại tâm lý cho em. À, lấy lại cho em đi. Cuộc đời em vui hay buồn? Dạ buồn anh. Buồn kể anh nghe. Tao ra tao quýnh chụp hình mày, đứng đây mày kể cho tao nghe ngoài đó. Cuộc đời mày sao mày kể tao nghe nha mày. Cuộc đời của tôi thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Lồng đèn thế mà gơi, lồng đèn của Út để
điệu mới đẹp nè. Các bạn có thấy lòng đèn của Út Điệu đẹp không? Đẹp. Coi kìa, coi kìa, coi kìa. Có thấy ghét không? Mày tin không? Tôi nhỉu đằng cày lên đầu mày. Ê! Ê! Mày dữ quá à. Chê tụi mình kìa. Cái thằng nóng tính không bỏ à. Lúc nào cũng nhảy hết trơn á. Mà lòng đèn nó đẹp thiệt cái bộ. Đẹp thiệt chứ bộ. Út Điệu. Nói Út Điệu nghe nè. Lòng đèn của Út Điệu á là lòng đèn đẹp thiệt. Nhưng mà lòng đèn của Út Điệu không có bự. Út Điệu à, muốn lòng đèn bự bự gấp 3 lần không? Muốn. Biết ảo thuật không? Biết. Muốn ảo thuật không? Muốn. Ảo thuật hả? Ảo thuật hả? Ê, làm ảo thuật đi. Để tôi làm ảo thuật biến cái lòng đèn bự lên nha. Và bây giờ trước mắt chúng ta nói là cái lòng đèn. Nhắm mắt lại đi nào. Mở mắt ra nào. Hai. Cái lồng đèn. Hai. Nhắm mắt lại đi nào. Mở mắt ra nào. Chắc là cái lồng đèn. Nhắm mắt lại đi nào. Mở mắt từ từ cái nào. Hai trái cái lồng đèn. Trái cái lồng đèn. Lồng đèn. Ê, cái lồng đèn không cần làng chày mà nó cháy. Tao dám đấu lồng đèn của em tao. Tao đấu rồi sao? Tao nghỉ chơi mày ra. Tụi bay, không có được chơi với đám bụi đời này nữa đi về. Ê, 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 ê. Bỏ lồng đèn ra. Bỏ lồng đèn ra. Thầy ra, thầy ra. Mày sao? Thầy ra, thầy ra kìa. Thầy ra, thầy ra, thầy ra. Thầy ra, thầy ra, thầy ra. Thầy ra, thầy ra. Trời đất ơi, cái lớp học này sao dơ dữ vậy? Đi lượm hết, lượm rác lại lên. Vụ gì nè? Thầy hỏi nè, nhóm múa với nhóm ca tụi con à, hôm nay là tập sao rồi? Hả? Đã xong hết rồi thầy xong ơi. Xong rồi thầy ơi. Rồi xong hết nha, cố gắng á. Là ngày mai là trung thu rồi, tụi con phải ca diễn cho thật là hay. Cái gì? Tụi nó đốt lòng đèn em. Sao tụi em đốt lòng đèn của bạn? Đứa nào? Em quá nha Thành. Quỳ gối lên. Quỳ gối lên. Tại sao? Đã mình á là ngổ nghịch rồi, vô lớp này là phải ngoan. Bỏ cái quê cái áo xuống coi. Rồi tụi em vô cho bên trong là chuẩn bị. Thầy có thuê phục trang á. Rồi thử đi. Rồi mình lát mình chạy lại. Vậy nha. Dạ. Mấy đứa quỳ xuống hết. Quỳ xuống hết. Sao? Ngày hôm qua kêu tập kịch sao không tập? Hả? Thầy phân vai xong hết rồi cái là không tập với trơn. Rồi đứa, có thuộc chưa? Dạ chưa. Chưa thầy. Tại sao chưa thuộc? Dạ thầy là tại vì tối hôm qua em bận ăn hộp vịt lộn, không có thời gian tập. Rồi đây. Tại tối hôm qua em bận ở đường bắt khách với má em. Em nói cái gì vậy? Mày làm gái hả? Dạ không, má em bán cà phê đêm ngoài chợ á. Là ngoắt khách vô cà phê. Dạ ngoắt khách vô giùm má em. Trời em làm thầy hiểu lầm hoài. Rồi gì nữa? Dạ. Em sao? Dạ, tại tối mắt đi đập đá. Cái gì ghê vậy? Cái gì vậy Thanh? Đi đập đá á thầy. Đập đá giao cho má này bán cà phê nè. Đúng rồi thầy. Là có như là đá bự rồi đập ra rồi giao cho mấy cái xe cà phê đúng không? Dạ, dạ rồi. Em dạ. Làm chứng nè, em làm chứng. Rồi em sao? Tụi nó nghỉ hết rồi ai tập, em nghỉ luôn. Trời, đơn giản vậy thôi hả? Ấy mà không sao thầy ơi. Biết sao không? Tại vì tụi em mà có năng khiếu mà. Tụi em ngày mai trước khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng mà tụi em tập lại cái là tụi em diễn được rồi thầy. Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Thôi đứng dậy tập lại cho tôi coi nè. Dạ. Khoan. Thầy ơi thầy ơi. À vậy. Thầy ơi. Ê ê. Thầy ơi thầy. Tới rồi kìa. Dạ chào thầy. À chào cô. Ủa đây. Thằng nhóc này ai vậy thầy? Sao nó thân thiện vậy? À, học sinh mới, học sinh mới. Ờ, vậy hả? Mẹ tao. Hả? Mẹ. Qua đây, mua bánh trung thu cho mày. Khoan khoan, cho bạn ăn nữa. Dạ thầy, tôi nay có tiền, biết gần trung thu mấy đứa nhỏ đó thèm, cho nên tôi đem bánh trung thu cho tụi nó ăn. Mà mua được có con cái là cho nên là chia ăn nha con. Dạ, dạ, dạ. Chia ăn. Ráng ăn nha. Chia, ăn tâm, tâm. Dạ. Mẹ hứa với con là mẹ mua bánh trung thu cho con ăn đúng không? Dạ. Mua cho mày ăn rồi đó. Dạ. Vui nha, không có buồn nữa nha. Dạ, có bánh trung thu vui quá trời luôn. Qua ăn với bạn. Dạ. Nhanh, đi qua. Đi cho miếng ăn chơi đi. Chơi với bạn đi. Nè.
lại khoe thầy. Mấy đứa nhỏ có dại quá thầy ha. Nó ăn nó không biết chừa để ai vậy thầy. Thầy ơi, cái này á phải dạy nó lại kỹ kỹ đàng hoàng, chứ để người ta nói chết á. Mình là thầy mà đúng không, mình phải dạy lại cái câu gì người ta hay nói, cái vụ ăn uống nè. Ừ, ăn sống nói gió không có được nha thầy. Không phải chị ơi, cái này ta nói là ăn không chừa không để, chứ không phải là đang ăn sống nói gió. Nói chung á là phải dạy lại tụi nó ăn phải để cho người lớn ta ăn chứ. Nhưng mà qua đây nhờ thầy đi qua bển chơi bạn đi con, đi bển nó nghe nè. Yên tâm, tôi còn cái bánh nữa tôi cho thầy, còn miếng tôi chia ra rồi ăn ngang. Cắt sẵn luôn vậy đó hả? Cắt sẵn luôn rồi, ăn đi ăn đi ăn đi. Nhưng mà tôi không có ăn được bánh trung thu. Ăn đi. Ây da. Gì vậy? Vậy ủa bạn bị sao vậy? Em bị sao vậy Thành? Thầy ơi, con bị da bao tử quá thầy ơi. Chết cha nó đâu là sao mà đau? Dạ con thiếu ăn. Trời, ăn đi con. Trời, trời đất ơi. Tính ra này nó xin anh có đầu tư mà. Không đầu tư quá trời. Thầy ơi, thầy chịu không trời, mà chịu kỳ cục quá vậy thầy. Mà yên tâm, tôi còn miếng. Còn miếng nữa hả? Còn miếng cho thầy ăn á, đừng đưa nó nữa nghe không? Dạ à. Tân Tân, còn miếng cho con. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Ăn nha, nhớ ăn, ăn nha. Rồi, ăn rồi nè, còn tờ giấy nè, dạ ăn rồi. Dạ. Đứa nào lấy nữa vậy bay? Dạ, đứa nào lấy vậy? Dạ. Sao thầy không ăn, thầy phụ tấm lòng của tôi. Không phải. Tôi có bánh trung thu là cho thầy ăn. Tại tôi không có ăn được bánh trung thu. Phải ăn đi. Sao vậy? Chứ tôi là tôi không ăn bánh trung thu được là thầy phải ăn. Ủa sao mà chị không ăn được? Tôi sợ tiểu đường. Ủa mẹ nói kỳ mẹ. Tự nhiên mẹ kêu thằng bánh trung thu bị tiểu đường. Giờ tụi con ăn tụi con bị tiểu đường theo rồi sao? Mày điên quá con, tụi bay con nít, tụi bay ăn được. Con nít là phải ăn bánh trung thu mới lớn được, hiểu không? Ăn thoải mái. Còn miếng cho thầy á, ráng ăn qua đây rồi, nhờ cảm công ơn chuyện. Chị. Qua đây nhờ công chuyện. Ngồi xuống. Rồi, dạ. Chuyện làng dày. Tôi là tôi muốn. Thầy nói mấy đứa nhỏ đi chỗ khác, tôi nói chuyện với thầy, cái thầy tụi nó nhiều chuyện quá. Mấy đứa à? Biết rồi. Thấy nó ngoan không? Ngoan. Nói nào ngay chứ hồi xưa á, mỗi lần mà tôi la tụi nó, tôi cãi son sổn vô mặt tôi á. Mà bây giờ từ khi mà vô thầy dạy á, hay à, nói tiếng dạ tiếng hay á, thích thầy rồi đó nha. Bởi vì cho thầy thêm miếng bánh trung thu nữa. Dạ. Bánh trung thu tôi cắt ra 8-9 miếng, tôi dắt vòng vòng như dắt lụa đạn nha thầy, yên tâm. Nhờ thầy một chuyện. Dạ chuyện gì ạ? Nay tôi đi làm tới phía 2 giờ tôi mới về. Dạ. Nhờ thầy giữ giùm nó 2 giờ hãy cho về nhà nha. Dạ đâu có được chị, giờ này là mới có 7-8 giờ mà đến 2 giờ là trễ dữ lắm. Không, giúp giùm tôi đi, tại vì nó về nhà sớm mất công, nó đi tụ tập nữa mất công. Tôi 2 giờ về, thầy hãy cho về, tôi không biết nha. Tôi giao cho thầy rồi đó. Thầy mà để nó về sớm là có chuyện gì thầy chịu trách nhiệm nha. Tôi không biết là tôi đưa thầy bánh trung thu là thầy phải ăn á. Nè, tôi còn như đưa thầy hết nè. Đó, nè, đó, có nhiêu đưa thầy hết á. Thầy phải giữ con giùm tôi nha. Bây giờ... tôi không cần biết là trách nhiệm của thầy. Tân, Tân, biểu. Gì mẹ? Qua đây. Hôm nay mẹ làm về hơi trễ. Ở đây với thầy nghe không, 2 giờ phi hãy về. Tôi đi nghe thầy. Không, nói vậy đúng rồi. Ủa thầy ơi, ở lớp mình có trộm cắp gì hả thầy? Ủa là sao chị? Là... dạ hồi nãy cái chỗ tôi đem vô tôi nhớ tôi đã dựng đó ở đâu. Này nè. Trời đất ơi, cái chổi hành nghề của người ta. Thầy ơi, thầy dạy mấy đứa con nít lại coi thầy. Cái chổi hành nghề của tôi mà bây giờ nó làm như vậy rồi sao thầy? Cái chổi làm cái gì? Tụi con làm cái gì vậy? Tụi con làm lá đà. Cây đà. Ý kiến của con kêu bẻ chổi đi làm lát diễn, làm đạo cụ, làm cây đà. Ờ được. Để con diễn. Phục vụ cho tụi con là được hết. Làm nghề đúng không? Dạ. Yên tâm nè, cho con mốt đi kiếm cái chổi hư bác đem ở đây cho tụi con nữa nha. Dạ. Ráng đừng ăn hiếm Tân nha. Trời ơi. Vô nghe thầy. Ráng giữ ra hai sáng phải cho về. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm nha thầy. Mẹ tao truyền nghề lại cho mày luôn rồi đó, tương lai mày giống mẹ tao luôn. Mấy đứa hư quá. Ôn lại cái vở kịch mà thầy nói đi. Thầy vô thầy chuẩn bị phục trang. Trời ơi, ăn sao hết nguyên đống bánh này. Bây giờ sao? Thầy giỡn phân dài đi, phân dài đi. Mà chú cụ không, không, tao đúng rồi, hôm qua là tao đúng rồi. Bây giờ tao đóng hàng Nga nha, đóng vai chú cụ. Thôi, kỳ quá, phân dài đi Tân. Thầy má đi. Lâm sầm hoài à. Có chuyện phân dài không cũng cãi lộn nữa. Tao phân dài là hợp lý nhất nè. Anh đây có mày con gái đúng không? Mày đóng vai cây đa. Ê, gì biết rồi, tao đóng chú cụi. Đóng vai gì? Không. Tao sẽ đóng ra vợ chú cụi. Không, tao vợ chú cụi. Tao vợ chú cụi. Tao vợ chú cụi. Mày vợ gái xấu quá.
Nhồi 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 nhồi. Mày. Dạ. Đóng nhà nha. Vậy vậy là ta được đóng vai vợ chú cùi đúng không? Mày đã nghĩ có cái vai nào ta? Nông dân 8. Ui ghê. Tôi thứ 8 luôn hả? Nông dân 8. Thôi rồi, con vai xong rồi, thôi giờ tao chịu thiệt, tao đóng vai chú cùi được không? Mày khùng quá. Tao đóng vai chú cùi. Tao đâu? Tao đóng chú cùi. Tao đâu? Tao xấu, tao đóng vai chú cùi. Tao xấu hơn mày, tao đâu? Mày khùng với tao xấu hơn mày, tao vai chú cùi. Tao xấu hơn mày, tao đâu? Má tao đẻ tao ra, má tao nói là tao xấu nhất nhà, xấu banh sớm rồi. Lúc má tao đẻ tao ra là người ta khen tao đẹp rồi mày. Tao đóng vai chú cùi đúng rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, quên quên. Ờ mà không biết tao đâu mày. Tao đâu á? Tao đâu? Tao đâu? Tao. Sao? Dạ. Giờ muốn sao? Sao? Dạ. Sao? Dạ. Sao? Giờ tao đâu? Bà. Nhớ mặt mày nha. Nhớ mặt mày nha. Sao nhớ? Gì vậy mà? Tao cãi lộn hoài vậy à? Có đâu? Thầy đã nói không có được cãi biết nhau. Rồi. Ở trong lớp phải thương nhau, đừng có cãi nhau nữa. Rồi. Chửi lộn hoài. Tao nói nghe nè. Sao đóng kịch được? Sắp ra thầy. Bây giờ sao? Thì bây giờ thằng này đâu? Mày đóng cái gì? Tao đóng cái gì cũng được. Rồi diễn chưa? Rồi diễn. Kéo tao vậy. Trời ơi. Nhanh lên. Con nhỏ điên. Lẹ lên. Trời. Diễn. Rồi gắm gắm đầu lên, gắm đầu lên. Ê ê, quên. Khúc này. Trời ơi, rồi rồi. Không đi, không đi, không đi. Đã đang nhớ đã sâu lòng. Để cho bờ tao vô nha, tao vô nha. Vô. Đời trong con thuyền. Lòng che ôm hừng chiến miên. Cây đa gió thổi lạnh buồn bên sông. Em đi anh vẫn đợi mong. Mơ ngày bên cùng. Cây đa con người. Tới tao. Vô. Biển thẳm dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng. Lòng son gác ngọc lâu cao nhung son đắm lùa nhuộm lòng đa đa nơi xa chim nở đặng hoa câu thề năm thu cây đa ghi lòng. Tao diễn ngoài đây ba, hay mày làm gì trong đó vậy? Nè, thằng Nga. Dạ. Hôm nay ta có việc, phải lên trên sớm trên chữa bệnh cho người khác. Nàng ở đây, nhiệm vụ là canh giữ cây đa. Nhớ, đừng tưới nước bẩn vào cây đa nghe chưa? Dạ, chàng đi bảo trọng. Ta đi đây. Mắc gì đã phải chăm sóc cây đa. Kể từ ngày có con đa này về nữa không, ổng bỏ bê tao thấy rõ luôn á. Mày đa hả? Mày đa mày vợ hay tao là vợ mày? Hả? Tao là vợ. Hay tao là vợ? Đau nha. Mày đa mày biết đau à? Mày cái đa á bộ. Mày quýnh. Đau không? Mày đau không? Dựa. Mày đa sao mày đánh tao? Mày quýnh tao, tao quýnh mày lại chứ ngu. Mày quýnh tao hoài tới em cho mày quýnh hả? Thầy ơi, nó diễn sai tâm lý nhân vật. Ê, thầy nó ơi. Nó nghe nè. Hai mày diễn hai mày gây lộn mà. Ai mày diễn được không? Diễn được cho tao diễn vai vợ cho mày ra làm dân làng. Thôi, im đi. Hai mày ra ngoài kia luôn, tao làm vai vợ luôn, tao đóng hai vai luôn. Hai mày khỏi đóng vậy trơn á. Tao đóng luôn. Đóng cho vợ, tao đóng cho vợ luôn. Ờ. Bắt đầu từ khúc nào rồi? Khúc mà vợ nó làm việc nhà. Làm việc nhà. Giặt đồ trước. Tới nước bẩn á. Tao tự tâm lý tao diễn coi. Rồi. Giai tao mày dành mày không nhớ. Rồi. Rồi xuống. Ngày mà có cây đa rồi. Trời ơi. Thì không có ai màng tới ta hết. Rồi. Xong. Đúng. Bây giờ sao ta? Giặt đồ. Trời tích cực quá. Ủa giặt cái gì hả? Vậy? Giặt đi. Thao đó. À. Rửa chén.
Ờ. Cái gì vậy? Rửa chén. À, rửa chén. Rửa chén xong đập dục mà. Đủ giờ chưa ta? Tắm chó. Tắm chó. Từ từ rửa chân cái. Rửa chân chưa giờ đâu. Chưa giờ mày ơi. Tắm chó. Ờ, tắm chó nữa. Kỹ vô, kỹ vô. Ờ. Không chó cái vô, chó đực. Tao luôn hả? Mày luôn. Cái gì vậy? Mày làm gì vậy? Kỳ nách. Rồi, xong. Đi ra, đi ra. Ê, mày nếm cái nước rồi đó, giờ đủ dơ. Không, tao thấy chưa dơ lắm đâu. Sao nữa? Mày rửa cái mặt mày nữa mới dơ. Ê! Nếm cái nước rồi, mày nếm nước gia vị rồi dơ chưa? Được rồi. Đi ra, làm vậy, làm vậy? Tạt ngươi chứ làm gì? Mày tạt tao, tao bay về trời đó. Không sao. Không được. Về trời tao khỏe chứ sao? Không được, đừng có tạt. Xem đây. Không. Xem đây. Cản lại đi. Cản lại. Cản lại đi. Tạt kìa. Mày tạt tao mày. Khoan. Gì vậy? Khoan buông đi. Gì vậy? Đang diễn mà. Tới giờ về bán hộp vịt lộn với má rồi. Chơi, ở trên. Ê, giờ tao về nó bắt khách với má tao tiếp nha. Ờ, về, tao nói về, tao về luôn. Ủa, chưa tập xong mà tụi bay làm gì vậy? Ê, nó về hết rồi tao tập với ai? Thôi về không ơi. Bye bye. Hỏi lớp mấy đứa ơi. Ủa? Ủa sao đeo hết rồi Tấn? Dạ, tôi nói về phụ gia đình nó rồi thầy. Ủa sao kỳ vậy? Thì đó, tới giờ tụi nó về, nó phải về thôi. Thầy cho em về luôn nha thầy. Em có còn chuyện phải đi nữa. Thôi thầy em về. Tân, không có được. Mẹ em dặn rồi, 2 giờ sáng mới được về. Không, mẹ em nói vậy thôi, tức thầy cho em về đi. Không có được, em phải ở đây 2 giờ sáng mới về. Ủa thầy ơi, em về em phải mưu sinh nữa thầy. Trời đất ơi, 14 tuổi đầu mà mưu sinh cái gì? Dạ, em biết kiếm tiền nữa thầy. Đi kiếm tiền? Dạ. Tiền gì? Trời ơi, em đi làm kiếm tiền. Em làm cái gì? Thầy ơi, em nói thầy nghe, công việc của em nhẹ nhàng lắm, việc nhẹ mà lương cao lắm đó thầy. Việc gì nói thầy nghe coi. Chỉ cần có người kêu em tới lỗ gạch đúng không, lấy cục trắng đưa cho người ta cái một gói, người ta cho 50, 4 gói được 200 ngàn đúng không thầy? Một cái gói mà em được 50 ngàn? Dạ. Gói gì? Bột ngọt thầy. Bột ngọt? Dạ, chút xíu à. Không được Tân ơi, cái việc làm này nguy hiểm lắm em biết không? Em thấy cái đâu, cái gì đâu nguy hiểm này. Với lại vậy nữa nè, trong xóm em á thầy có mấy anh kia bị bệnh mà không chịu đi bác sĩ, tự chữa bệnh cho nhau luôn. Tự chữa? Dạ, tự chữa bệnh luôn. Nhiệm vụ của em là chỉ cần ngồi đây nè, rồi các có người tới la lên có người cái ảnh chạy cái cho 50. Không được Tân ơi, em phải ở đây 2 giờ sáng thầy mới đưa em về. Việc làm của em nguy hiểm lắm. Em thấy nguy hiểm thầy cứ nói nguy hiểm, có đâu nguy hiểm. Em hỏi thầy nè, từ lúc mẹ em vô nhà văn hóa tới giờ em không có đi ăn cắp dép nè, đúng không? Rồi em không có lộn lão ở sớm nữa nè, đúng không? Em nghe lời thầy em ngoan chứ bộ. Nhưng mà Tân ơi, thầy sẽ mét ba em. Ôi sao thầy mét ba em được? Ba em đi làm á, từ 5 giờ chiều tới 5 giờ sáng mới về lận chứ bộ. Sao mét ba em được? Thầy sẽ canh cái giờ nào mà ba em rảnh thì thầy sẽ lại mét ba em. Ôi sao thầy canh được? Nhiều lúc em canh còn không được nữa thầy. Ba em nói thầy nghe nha, ba em thương em lắm. Thương lắm luôn á. Mỗi lần mà ba em đi làm á là ba em mua cho em ổn mì nè. Ba em đặt xích lô nha thầy. Ba em đặt xích lô lẫn á, chở khách về cái mua cho em ổn mì. Rồi không cái hả, đi làm về mua cho em ổn mì. Mà em nói á, ba ơi, có ánh mì hoài ngán quá. Ba mua con khác không ăn đi. Hỏi ba nói, sắp tới trung thu rồi, cái bà sẽ mua cho con cái bánh trung thu ngon thiệt ngon luôn. Rồi, cũng thèm quá thèm luôn thầy. Cái ngồi chờ. Chờ quá chờ luôn thầy. Chờ hoài luôn. Chờ lâu rồi lâu luôn. Cuối cùng con có bánh trung thu. Mà người đem bánh trung thu về không phải ba em, mà là mẹ em. Tại sao không phải là ba mà là mẹ? Hôm đó ba em đi làm, ba em cố kiếm tiền, cố kiếm thiệt nhiều tiền để mua cho em cái bánh trung thu măng
ba em kiệt sức, ba em bị vụ tai nạn, ba em chết luôn rồi thầy ơi. Chờ hoài không thấy ba về. Em thấy không, cha mẹ lúc nào cũng thương và lo lắng cho con cái. Rồi sao nữa? Tại sao em phải đi làm? Hả? Cái việc làm nó nguy hiểm lắm em biết hay không? Em biết nguy hiểm chứ thầy. Nhưng mà thầy có biết không, từ ngày ba em mất, mẹ em phải đi làm còn nhiều hơn nữa. Em chỉ muốn phụ mẹ em một cái nặng nào đó thôi. Em biết những việc làm của em là xấu chứ thầy. Em biết xấu chứ thầy. Em biết xấu, nhưng mà tại sao em cố gắng em làm? Tại vì em muốn mẹ em khổ thầy ơi. Không, mẹ em mà biết được chuyện này mẹ em sẽ khổ gấp trăm ngàn lần hơn nữa kìa. Em làm như vậy là em sẽ dướng vào vòng tù tội, em biết hay không? Tân à, em vào lớp của thầy học rồi, ước mơ của em là gì? Hả? Sẽ trở thành diễn viên đúng không? Dạ. Dạ. Kể từ hôm nay thầy sẽ bên cạnh em, thầy không để cho em phải vướng vào những tình trạng này nữa đâu. Hứa với thầy, thực hiện ước mơ nha Tân. Em hứa với thầy. Em hứa với thầy. Hứa thì cố gắng nha. Hôm nay 2 giờ sáng mới được về. Dạ. Vậy nha. Thầy cho mình cùng nhau tập kịch thầy ha. Dạ, em xin chào thầy. Chào thầy. Mấy chú là... Tụi em có nhã ý đến đây là muốn xin phép thầy được vào lớp này học. Mấy chú muốn học kịch à? Dạ. Tân ạ. Dạ. Tân. Men ơi, men về nhà trước đi em anh. Em học sắp xong rồi. Em học xong rồi các em về, em làm cho mấy anh. Giờ mấy anh cho tiền em nha. Tân, em không được đi đâu hết. Dạ, em ở đây. Không, thầy sẽ đi. Mẹ anh ơi. Nhẹ tay thôi. Mẹ anh ơi, buông thầy ra. Mẹ anh ơi, buông thầy em ra, mẹ anh ơi. Đi qua đây. Về. Em nghe thầy không? Không được về. Không thầy ơi, em phải về. Nếu mà em không về thầy nguy hiểm lắm thầy ơi. Thầy nguy hiểm lắm. Thầy không. Em không được về. Thầy cho em về thầy ơi. Đây. Không. Còn ông nữa. Đừng. Từ khi mà ông mở cái lớp này, tụi nhỏ không có đứa nào được vào hàng cho tôi hết. Ông liệu không ông đó? Còn mày nữa. Dạ. Dạ em về liền anh. Em đừng về đánh liền, nó mà. Em về liền mà. Đừng đánh nó. Mày. Mày chỉ là con chó rồi biết. Dạ. Không. Em hả? Về em về em làm cho anh cho em tiền. Em đâu có làm gì đâu, đừng đụng này từ em. Từ đây về sao không được tới cái lớp này nữa. Em chưa? Không đi học nữa. Dạ. Dạ em biết rồi, em không đi học nữa đâu. Dạ. 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 Thầy ơi, em chắc em không học nói cho ông biết. Ông làm cái gì thì làm. Muốn bắt bao nhiêu học trò, bao nhiêu đệ tử của tôi về học cũng được. Trừ thằng này, tại nó là cánh tay phải của tụi tôi. Hả? Em ở đây với thầy. Em không đi đâu hết. Lôi nó về. Không. Em không được đi đâu hết. Nguy hiểm. Tân à. Không. Tân à. Tôi thầy em về. Tôi thầy em về. Đi về mấy ơi. Đi về. Đi về mấy anh ơi. Tân. Không. Không em gái thầy nguy hiểm lắm thầy. Không. Đi về mấy anh ơi. Tân. Đi về mấy anh ơi. Đi về mấy anh ơi. Đi về. Dạ. Đi về mấy anh ơi. Thầy, tụi bay làm cái gì hả? Hả? Tụi bay làm gì vậy? Thầy ơi, một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Ông có dạy mình được chữ nào đâu. Thầy, bộ gì tính ra ông đâu liên quan tới mình đâu đúng không? Ông đi đi! Đi đi! Ông chết rồi kìa, tụi bay không ra. Mày chạy đâu vậy chứ? Tân. Mấy anh ơi. Tân. Mấy anh ơi. Tân. Mấy anh ơi. Thầy ơi. Thầy ơi đây.
Mấy anh ơi, thầy ơi thầy, thầy có tha không thầy? Mấy anh ơi, cứu thầy em, mấy anh ơi. Thầy không sao đâu. Mấy anh ơi. Tân ơi, em đã hứa với thầy những gì em nhớ không? Em nhớ, em hứa với thầy á là em không đi theo bọn xấu nữa. Em sẽ thực hiện ước mơ của em. Ước mơ của em á là trở thành diễn viên, là trực đứng lên sân khấu để diễn cho mọi người xem. Và ước mơ lớn nhất của em là được diễn cho mẹ em xem và được dắt mẹ em lên sân khấu cùng em. Em nhớ này. Con trai không có được khóc nữa. Em không khóc thầy ơi. Em biết rồi. Thầy xin lỗi. Em không nữa. Kể từ nay thầy sẽ không đi chung với em trên một con đường nữa. Không phải thầy ơi. Hứa với thầy, cho dù hoàn cảnh nào, phải cố gắng thực hiện ước mơ của mình nghe Tân. Hứa với thầy đi. Xong bỏ chạy đâu rồi? À, bên bạn có ai thấy chuyện gì Thanh Tân đâu không vậy? Em ơi. Trời ơi, khóc tự nhiên em tưởng nó lạc mất em rồi chứ. Mới toilet anh. Trời ơi, tự nhiên khóc chạy vô toilet chi cưng. Ở đây. Đang trên sóng mà. À, anh biết mà, không sao đâu. Anh có quen với mấy người làm bên sóng không sao hết. Cưng sao đâu, cứ chỗ đó mình cắt giờ hiện hình lại là em đứng đây luôn. Dạ. Dạ, diễn lại nha. Nãy anh khóc quá. Cảm ơn em chia sẻ về cuộc đời của em. Câu chuyện của em hết luôn rồi đúng không? Hết. Dạ, hết rồi. Hết luôn hả? Dạ. Rồi sao ta? À, ông thầy em chết không? Chắc chết à. Đâm kiểu đó là chết chắc luôn á. Đó là chết. Mấy người đó chắc bị bắt hết hả? Bắt rồi chứ họ không bắt dễ gì em làm diễn viên được ha. Hay nói ám em hoài chị nói ha. Không sao đâu. Chị vui rồi. Vui lắm rồi. Được rồi. Bây giờ mời MC ra. MC đâu rồi? Rồi, bước ra. Đây. Nói chứ anh hết văn rồi, phải nhờ MC ra nói.